Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị về công tác dân tộc của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2019 và các báo cáo tham luận liên quan đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc của tỉnh trong 5 năm qua và phương hướng nhiệm vụ thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của tỉnh trong thời gian tới. 5 năm qua, từ sau Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 2 năm 2014 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8,39%, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng một người một năm. Riêng năm 2019, bình quân thu nhập ước đạt hơn 49 triệu đồng một người một năm. Quy mô nền kinh tế GRDP năm 2019 đạt 51.496 tỷ đồng, cao gấp 1,48 lần so với năm 2014. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019 đạt 33.700 tỷ đồng, cao gấp 2,49 lần năm 2014. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt 620 triệu đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 đạt 6.910 tỷ đồng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, Đảng và Nhà nước từ Trung ương tới địa phương đã dành nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho vùng dân tộc thiểu số phát triển. Thông qua việc triển khai thực hiện các chính sách chương trình dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, đời sống nhân dân vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được cải thiện rõ rệt. Giai đoạn 2016-2019, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số là 15,98%, riêng năm 2019 ước đạt 4,3%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn là 4,3%. Cùng với đà phát triển kinh tế, các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục cũng đã có nhiều khởi sắc. An ninh chính trị được giữ vững, đoàn kết tương trợ giữa các dân tộc được tăng cường. Đóng góp vào những thành tựu chung đó, nhiều đơn vị và cá nhân điển hình tiên tiến, người dân tộc thiểu số đã nổi lên như những bông hoa tươi thắm trong thời kỳ đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu đạt được của đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh trong 5 năm qua đã chứng tỏ sự năng động sáng tạo, cần cù, chịu khó, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo và làm giàu với nghị lực cao. Đồng thời thể hiện chủ trương, đường lối chính sách về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh mà Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua. Nhất là thành tựu trong 5 năm thực hiện chính sách dân tộc của Đảng từ năm 2014 đến nay. Đồng chí tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh, nhất là những đóng góp quan trọng giúp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển. Những thay đổi trong đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số như hôm nay còn thể hiện rõ nét niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và tinh thần đoàn kết, lòng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Từ đây, lãnh đạo Đảng và Nhà nước càng thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống cho người dân, nhất là người dân vùng dân tộc thiểu số. Đồng chí mong muốn cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn xây dựng đời sống ngày càng phát triển. Đối với Đắk Lắk là cần tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách nền hành chính, chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, của chính quyền. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác dân tộc đến với đồng bào. Chứ nhiều nơi trong đồng chí với nhau thì chúng ta biết, tại vì sinh hoạt trong tổ chức Đảng, nhưng mà đến đồng bào có lẽ là cũng có những mặt là còn hạn chế đấy. Cho nên
rất cần nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ và nhân dân về công tác dân tộc, về đoàn kết dân tộc. Đây là nhiệm vụ lâu dài nên phải kiên trì, tích cực với quyết tâm chính trị cao để đổi mới về phương pháp, về nội dung dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số. Vận động già làng, trưởng buôn, trưởng thôn, trưởng làng và những cá nhân tiêu biểu để làm lực lượng nòng cốt tốt hơn nữa trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức đồng bào dân tộc thiểu số. Vận động đồng bào tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, quan tâm xây dựng và nhân dựng những điển hình tiên tiến trong từng dân tộc, trong từng địa bàn, chăm lo phát triển giáo dục đào tạo, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào. Cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả nhất đối với đội ngũ cán bộ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên mọi lĩnh vực. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có cá nhân đồng chí Tòng Thị Phóng, đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là công tác dân tộc của tỉnh trong những năm qua. Theo đồng chí Bùi Văn Cường, mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nhưng một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số tuy có giảm qua các năm, nhưng hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn chiếm 69,68% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Cùng với đó, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm, chưa đồng bộ, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh sẵn có, vì đào tạo nghề cho con em đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, bất cập. Nhiều sinh viên ra trường chưa bố trí được việc làm, giải quyết việc làm cho lao động dân tộc thiểu số còn thấp. Nhận thức của một bộ phận cán bộ công chức về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc chưa sâu sắc toàn diện. Cấp ủy chính quyền một số địa phương chưa tập trung làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và chính sách dân tộc. Do đó, từ sau đại hội này, đảng bộ chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ có những giải pháp hữu hiệu hơn để phát huy tốt những tiềm năng thế mạnh sẵn có, khắc phục khó khăn, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội với tốc độ cao hơn, nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, các địa phương tỉnh. Chăm lo phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số là chăm lo cho phát triển bền vững của tỉnh ta và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn của tỉnh, để ghi nhận và xác định một cái vùng đất rất đặc trưng và đặc thù. Không thể để mọi người đến Tây Nguyên, đến Đắk Lắk thì cũng thấy giống như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta phải có đặc trưng, đặc thù, bản sắc thì đó mới là câu chuyện phát triển bền vững của tỉnh. Thì cái nhận thức này tôi đề nghị là chúng ta phải quán triệt và phải có những giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Thứ hai là phải chú trọng thực hiện các chính sách cải thiện hơn nữa đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, triển khai thực hiện tốt chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ, cùng phát triển, nâng cao trình độ dân trí, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc, văn hóa các dân tộc trên địa bàn, tăng cường cơ hội để đồng bào được tiếp cận tốt hơn, công bằng hơn với các thành quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước. Nhân dịp này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao bằng khen cho 19 tập thể và 29 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 tỉnh Đắk Lắk năm 2019 đã nhất trí thông qua danh sách đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 2 năm 2020 gồm 58 đồng chí, đã nhất trí thông qua quyết tâm thư với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện lòng quyết tâm của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua lập nhiều thành tích trong xây dựng kinh tế xã hội,
xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh vững chắc, nâng cao đời sống, góp phần đưa tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển.